nghe nói kiểu này đang hot. Ủa Cảm, hồi sáng giờ mày đi đâu mà tao kiếm mày không có vậy? Giờ này mày mới về, chiều tối mày mới về vậy? Thằng bạn gái đâu đi mà không có giữ nhà giữ cửa gì cho vậy? Thả ra vậy? Tao qua chơi thôi nè chứ có làm gì đâu. Chị mới qua chơi. Trời ơi, sáng giờ mới cắt tóc. Mấy đứa trên TikTok nó nói em chán giờ quá, kêu cắt tóc này là nó hợp, nó trẻ. Em đi vô cắt, nó cắt vậy nên em mới cắt vậy chị. Mà chị cũng hay quá. Em biết, bà biết nhà em với nhà chị, nếu mà chị ở còn nhiều hơn em nữa à. Trời ơi, mày nghe lời là mày tầm bậy rồi. Cắt tóc ở nhà thôi đỡ tốt được 50 ngàn hơn. Chị tao nè. Mà cắt tóc mà biết cắt nó sần phát ơ rồi. Trời ơi, đã lúa đã phèn rồi mà không biết cắt cho sao cho nó sang chậm chậm rồi lên. Cắt cái đầu mới ghê, không hiểu luôn á. Ý chị là cái đầu phát sành như chị á, phải không? Cái đầu cắt môi á chứ gì. Không, trời ơi, nghĩ sao đầu tao vậy mày kêu đầu cắt môi. Cắt cái đầu như... Rồi yên không? Để tao hết cái đầu cắt môi cho mày. Rồi yên đi. Nó mới đẹp. Cắt cái đầu, tao quên tiêu mà mày dẹp được tới sao thôi. Cắt cái đầu. Ôi, tao không hiểu sao mẹ mày để cho mày cái đầu đường dày nữa. Để tao. Nó, đầu cắt môi, trời ơi, đẹp trai liền, đẹp trai liền. Cắt cái đầu cắt môi liền. Cắt cái đầu như xinh lan gì đó, siêu xinh. Rồi xinh lan, từ từ, nằm yên lại, từ xíu cái cam. Rồi nè, trời ơi, tao nói muốn cái đầu cắt môi là đẹp xuất sắc hơn liền. Trời ơi, đẹp trai liền, đẹp liền đó chị. Tao hiểu, coi nhạc giả gì. Nỗi khổ của một số chị em. Bác ơi, xong chưa đám cưới nè. Có liền nè. Ở tên mày quên đem đồ kìa. Ủa gì chị, thiệt em có tiền rồi là thiếu gì nữa thiếu. Quên đem cạch. Chưng mà có duyên cách liền á. Có duyên cách liền á. Ôi, nắng quá. Nhưng mà không có cho chưng mày. Hả? Bong trong thơ khăng đó cũng có cảm giác hoa thơ say lời đỡ nôn nao mà thơ thơ phù hiệu gặp thật tập thơ mà không có rớt cặp chân mày nhạc hay thơ mà đường thơ đại phúc hoang rắc cắn chắc vui ha, chắc vui ghê luôn ha. Anh nói là tới rồi đó chị mày, chị nè có chân mày nè, có đi đó đi đi hết trong vô duyên kỳ cục dễ sợ à. Mình sẽ thích dùng mèo hay chân đẹp chắc chắn xuân tua sóng cồn. Mỗi khi đi du lịch về. Trời ơi Cám, trời mấy bữa trời cả tuần lễ đi du lịch về vui lắm không? Em với con em nó về rồi. Tuần lễ nay em đi du lịch, chị không qua nhà em để nghiệp em nữa chắc buồn lắm nha. Trời ơi, nói miền Trung đẹp cực kỳ chị ơi. Trời bảo xuất sắc luôn, nguyên một tuần ở trong phòng khách sạn không đi đâu được luôn chị ơi. Trời ơi nó vui gần chết á chị ơi. Vậy hả, chắc cho mày nghiệp. Mà có mua bà về cho chị em hàng xóm không? Trời ơi tình nghĩa chị em quá trời mà có vui bà không kinh. Quà hả chị? Dạ quà. Ê à, đặt số tài khoản lên cho mày cho người ta chuyển tiền để mua quà kìa. Gì chuyển tiền? Gì tài khoản? Trời ơi mua quà mà chuyển tiền gì con cưng giọng chết. Có làm gì mới có ăn, không làm gì ăn cái gì mà chị cũng biết rồi đó. Ở đâu mà ở cái đi không gửi tiền mà cứ về cái quà đâu ra trời. Cứ có tiền đi du lịch vô rồi quá trời chỉ nhà ăn không có tiền đâu xong chắc phải khôn. Trời ơi chị ơi, em có tiền đi du lịch nó mới hết đâu như chị. Ngồi nhà lo chuyện người ta không giàu muốn chết. Thở về đi ông bà cát mệt rồi vậy thôi. Mà đi chụp hình nhiều không? Trời ơi nghe nói đó ngoài đó đẹp lắm, chụp hình bay chụp hình nhóc trơn phải không? Lấy tóc coi trời ơi coi cho đẹp biết được chứ thôi. Trời ơi chụp hình đẹp xuất sắc luôn, chị đợi em lấy cái máy chụp hình ra cho chị coi ha. Nhanh trời ơi nhanh tính lên mày ơi, mưa tới giờ quay được. Nhanh trời ơi chị coi đi, hình em chụp đẹp xuất sắc luôn phải không? Trời ơi đẹp cái không, sao mày chụp gì mà đen thui vậy? Đúng rồi chị, đúng rồi, đen thui hả? Hay lắm. Ủa mà như đâu có tấm hình nha các mày. Đúng chị, có tấm hình đâu đâu. Trời ơi bảo thì mẹ luôn, nó chụp được tấm hình rồi đâu mà coi. Ông này đẹp quá.
hiểu. Tình có hiểu. Ủa chị qua chơi hả? Ơi ăn cơm không? Em đang nấu cơm nè. Chúng ta qua hỏi này có tết nhức tới nơi mà không biết có bác sĩ nào hay không. Tự nhiên cổ tao nó nặng dễ sợ luôn. Trời ơi nhức cổ nhức lưng. Không biết tự nhiên nó nặng dễ sợ luôn. Không biết sao kỳ cục nó nặng quá trời nặng luôn. Hả? À, chị nè nè em cho chị cái bơm này chị ơi. Chị ăn đi chị. Cái này nó hợp với chị lắm. Ôi tao không ăn bơm nữa. Thích ăn quýt hơn mà tự nhiên cổ nó nặng quá trời nặng luôn. Quýt cả gì chị ơi. Quýt cả giường kìa nhưng mà bơm nó mới hợp với chị. Chị ăn bơm nó mới hợp chị ơi. Hả? Ủa cáp trời ơi trời trưa nắng muốn chết luôn mày làm gì mà xuống đây mà mò cái gì vậy? À chị qua chơi hả? Em đi xuất tết về làm đồ ăn cơm nè chị. Trời ơi tép ta tép tôm ăn dở không có làm gì đâu. Tao ở nhà tao ăn tôm càng xanh rong ở tép. Ủa ba tép quỷ gì cho ai mà ăn mày ơi. Em hãy mò mấy tép nhỏ nhỏ vậy ăn coi á. Trời ơi con tép nhỏ nhỏ xíu à. Trời ơi ăn uống được gì đó trời đất ơi. Trời ơi, cua biển nó ghẻ ghề, ghẻ thúi. Con mấy trăm ngàn ký. Tao mua một lần 10 ký ra ăn cho mày. Ở đó ăn cua đồng thịt thà gì đó mà ăn mày ơi. À chị ơi, em đâu có tiền, em đâu có giàu sang mà em ăn cua biển, cua đà ơi như chị. Em đây chị em ăn cua đồng mà chị ơi. Cua đồng của em mà chị ơi, đâu có cua biển, cua sang như chị. Hồi sáng ra đồng bắt con cua nhỏ nhỏ về ăn chứ đâu có tiền giàu sang như chị ăn cua biển chị ơi. Xin thêm con nữa nha. Ủa chị cáo sao mà ăn mì của mình vậy? À tại con chuyện nướng gà chị ăn cái luôn cái chuồng gà dọn cái nhà bán lấy đầu tiền mua đồ ăn ăn hết trơn. Mà công nhận một điều luôn á chị, bây giờ chị bước ra khỏi cái shop này một cái là nguyên cái shop mình ai cũng nhận ra được chị hết trơn luôn á. Chị coi chị nổi tiếng gì luôn hả? Sao vậy cưng? Sao tôi biết được hay vậy cưng? Chị đặc biệt quá mà không có trưng bày. À không có trưng bày. Ờ thì bây giờ lại mày đi. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Mày đặt soi mói người ta. Ê, trời ơi chị coi thử cái mặt shop mình có người nào khác nhau đâu. Không mình chị không có lông mày. Làm gì quạo với mẹ. Trời ơi con gì út mày nó che tao không có lông mày. Mày coi thích không? Con phải gì út gửi đúng mà. Má có chân mày đâu. Ê, che tao không có lông mày hả? Không có thì tao dẻ. Ông à, thế à. Đâu, tụi mày nói coi đứa nào không có chân mày. Đang ăn tô mì tôm mà tức không nói lên lời luôn á. Cuối tuần đi tắm biển Hạ Long nha các bác ơi. Hiện tại thì đi ở Hạ Long để đi du lịch các mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xuống đây đi bơi nha, đi tắm biển nha mọi người. Dạ. Thôi đâu có đi lên nha mọi người. Ê, giờ bữa bước băng cho tao nhỉ. Ờ được, mà bỏ sơ mi phải không? Thôi da mặt mì mụn không à, nên bận áo dài đi cho nó nổi. Da mặt mì mụn không à, nên bận áo dài đi cho nó nổi. Alo, anh Nam hả? Anh xích cho em chưa? Ok anh, em cần đẹp để đi ăn đám cưới. Em cần đẹp để đi ăn đám cưới. Nghe sông sao, sông đơn làng bên. Ôi vui ghê rước dâu miệt dương. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu. Cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên. Chị mày xong chưa? Ủa tao làm chú rể, mày làm chú rể. Ủa tao làm chú rể, mày làm chú rể. Mày chê tao xấu mà. Mày chê tao xấu mà. Nhìn thấy ở nhà lo làm chuyện cho con. Con biết rồi, ngủ rồi mẹ đâu mà cần tiền vậy? À, tao đi làm tóc xương xương ăn tóc. Du sang dữ. Em chào chị xinh đẹp. Chị muốn làm kiểu tóc gì để đi chơi tết nè? À cưng, chị muốn tỉa bớt cái phần tóc thư này một xíu lên thôi á cưng. Với lại cắt tóc mái cho chị, tại chị cắt chị nó hơi cao. Thôi, em thấy á là tóc chị là phải cắt ngắn lên. Ngắn lên nhìn gương mặt nó sáng hẳn lên, bừng sức sống như tớ cái chị. Chị nói chị cắt tóc ngắn không có hợp đâu nên cưng. Tỉa thì chị xinh xưa thôi. Chị nghe lời em đi, chị cắt ngắn lên là đẹp xuất sắc luôn. Em sẽ có một đội mũ makeup mà làm tóc cho chị kiếm ra hoàn hảo. Để cho chị đi chơi tết. Làm đi nhưng mà miễn sao trời đất ơi chị ơi, làm cho chị xong được kiểu tóc ngắn này đẹp xuất sắc luôn. Y chang mua đồ Hàn Quốc vậy đó. Rồi xong rồi chị để chị có kiếm nha. Ok cưng. Chị cám lâu rồi chị em mình không gặp.
Ủa ý là bao nhiêu tuổi rồi? Có gia đình chưa con? Dạ gì ơi, nay con chỉ mới có 21 tuổi ta. Trời ơi, ở chỗ chị ta 21 tuổi là ta có gia đình con cháu ảnh đàng hoàng rồi. Trời ơi, 21 tuổi có con có cháu làm gì? 40 tuổi vẫn nương náu một mình. Hả? Thư Giang Bà ơi, người, nó nói vậy cho vui vậy thôi chứ đâu có gì đó nghe cưng. Dạ dạ em hiểu mà. À bà chị, năm mới tết đến thì vẫn có bộ đồ bận. Ôi chị mày đẹp, chị mày bận đồ phụ vẫn đẹp em à. Thôi em ngưỡng mộ gia đình chị ghê luôn á. Tết nhất tới nơi, nhà cửa không đổi, quần áo không thay, được cái trên mặt ai cũng già. Trên mặt ai cũng già. Chuyện cũ để lâu bàng hồn. Chuyện cũ gom lại mình bỏ đi được không, giận nhau làm chi ngày năm mới. Mỗi năm Tết chị lại ghé thăm một lần lặng khi chấp nhau để làm gì. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến. Khi hàng xóm của bạn thích nổ. Trời ơi, cáo mấy bữa gài không có thời gian bây giờ cưng chơi. Trời ơi, chị nhà ngồi đếm tiền hoài mệt quá, bận quá em. Ai chị, bớt cái chơi chị. Trời ơi, ghét già như cây xăng nha, chúng ghét gì nào, ghét sáng ghét được, trưa ghét được, chiều tối ghét được chị ha. Ăn nay được gì ăn cơm, trời ơi, anh trai tao á, lãnh lương đâu 70-80 triệu một tháng, nó mua cá lòng tâm kho cô quẹt ngon lắm này ôi. Ở nhà nó có gì ăn đâu chị. Trời ơi, làm gì mà không có đồ ăn cơm nghe, em thương ghê không. Dạ không, tại hôm nay em ăn cơm tiệm thôi, không cơm nhà, bây giờ em đâu biết gì đâu. Đi ăn cơm tiệm, chắc tiền dư quá ha. Tại em giàu mà chị. Hả? Tiền em sắp thành trọc em tán chứ còn đau nữa mà. À, chị định hỏi bay á, biết bên nay lá vàng á, nhiêu cây không? Vàng nhiêu chị, chị ra tiệm vàng, chị hỏi hỏi em làm gì. Hả? Trời ơi, tưởng bay biết. Hình rủ bay á, đi mua đâu á, 10-20 cây vàng về nè. Chị mua lần 10 mấy cây, giờ mua vàng mã hả chị? Hả? Chị định đốt cũng bay. Vàng mã, vàng mã. Mua vàng thiệt về đó coi, để trưng chơi cho đẹp thôi. Chứ trời ơi, ai đeo, ai rảnh đâu mà đeo mày ơi. Nhóc đeo làm gì. Trời ơi, em hèn mọn, đâu có tiền đâu mua vàng lần 10 mấy cây như chị ơi. Em mua lần cả gỗ hộp sòn về em để cho gà, cho vịt, cho đựng vô nhà chị he. Trời ơi, đừng có nổ quá trời. Đừng có xạo với tao. Nhà mày bộ đó mày đẻ, kế bên kho đạn hay gì mà trời ơi, nổ như vậy. Trời ơi, em nổ một thì chị cũng nổ mừng. Em khoe bọt thì chị cũng khoe mừng. Nhà em kéo đạn, chắc giờ chị không kéo bơm đâu he. Tao ấy gài đi qua đây khoe, không có quề cũng khoe.